xã hội phát triển kéo theo các nhu cầu mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Khi đó yến xào là một sự lựa chọn được rất nhiều khách hàng hiện nay tin dùng nhờ hàng loạt các công dụng tuyệt vời đến sức khỏe con người. Cùng chúng tôi tìm hiểu những cửa hàng yến xào khánh hòa uy tín, chất lượng nhất mà chắc chắn bạn không nên bỏ qua khi tìm mua sản phẩm này. 5 cửa hàng yến xào khánh hòa tốt nhất hiện nay. Yến xào có nhiều công dụng đến sức khỏe, bao gồm khả năng làm sạch hệ hô hấp, giảm nguy cơ mắc bệnh cúm mùa cũng như triệu chứng dị ứng do thời tiết, giúp cân bằng quá trình trao đổi chất của cơ thể, tăng cường thể lực và tinh thần cùng vô vàn các tác dụng tuyệt vời khác. Vậy bạn đã các địa chỉ cung cấp yến xào chất lượng chưa? Cùng chúng tôi điểm qua 12 cửa hàng yến xào Khánh Hòa trên toàn quốc mà bạn có thể yên tâm gửi gắm niềm tin. 1. Yến xào Việt Pham địa chỉ cung cấp yến xào Khánh Hòa uy tín, chất lượng thượng hạng nhất một trong những cửa hàng yến xào khánh hòa uy tín và chất lượng nhất hiện nay chuyên trang muốn giới thiệu đến bạn đọc chính là yến xào việt pham thượng phẩm tổ yến xứng danh bát chân ngự thiện đất việt được biết đây là sản phẩm của trung tâm nghiên cứu và nuôi trồng dược liệu quốc gia việt pham đơn vị số một cả nước cung cấp và phân phối dược liệu uy tín chất lượng với những sản phẩm như đông trùng hạ thảo trà hoa vàng nấm lim xanh sâm ngọc linh Ngoài ra Trung tâm Việt Pham còn hoạt động dưới Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, tham khám và điều trị bằng y học cổ truyền dân tộc. Nhờ đó, sản phẩm yến sao Việt Pham khi cung cấp cho người tiêu dùng, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và hàm lượng dưỡng chất. Hiện tại Trung tâm Việt Pham cung cấp hai dòng yến chính là yến khai thác tự nhiên và yến nhà cao cấp. Trong đó, yến tự nhiên được khai thác 100% từ các lam đá tự nhiên, hang động ở Nha Trang Khánh Hòa. Mỗi năm đoàn chuyên gia của trung tâm đều sẽ có chuyến khai thác nhiều ngày tại đây, nhằm thu lấy những tổ yến chất lượng, đạt chuẩn về điều kiện, cung cấp cho người tiêu dùng có nhu cầu, cao. Yên hoang do Việt Pham khai thác có kích thước to từ 8 đến 10 gram, yến quan, thời điểm thu hoạch thường trước khi chim đẻ trứng, sẽ lẫn ít lông, tạp chất và quy trình sơ chế cũng giảm bớt công đoạn hơn. Trung tâm Việt Pham còn cung cấp huyết yến cao cấp, sản lượng khai thác mỗi năm không nhiều nên cần được đặt trước đánh giá cao chất lượng của yến tự nhiên nhưng hiện nay do nhu cầu của con người ngày càng tăng cao cộng thêm việc khai thác yến hoang gặp rất nhiều khó khăn vất vả do đó trung tâm việt pham đã quyết định đầu tư nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhà yến đạt chuẩn chất lượng mục đích chính là tạo môi trường gần giống như ở các hang động vách đá sạch sẽ và thoáng mát nhằm dẫn dụ chim yến về làm tổ con người hoàn toàn không tác động bất kỳ một yếu tố nào mà chỉ theo dõi quá trình hình thành tổ điều chỉnh âm thanh ánh sáng nhiệt độ chính nhờ đó chất lượng tổ yến xào việt pham khi khai thác tại các nhà yến ở khánh hòa cho chất lượng không thua kém gì với yến tự nhiên đầy đủ hàm lượng dưỡng chất mang đến những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người không dừng lại ở đó trung tâm việt pham còn đầu tư vào xây dựng hệ thống nhà máy sơ chế yến theo quy chuẩn khép kín đạt chuẩn gmp theo đó tổ yến sau khi được thu hoạch dưới bàn tay khéo léo của các chuyên gia thợ lành nghề tách lông chim tạp chất ra khỏi tổ đảm bảo giữ trọn vẹn được hàm lượng dưỡng chất Quá trình này thực hiện hoàn toàn thủ công. Sau đó, tổ yến được mang đi khử trùng bằng công nghệ n tech hiện đại, loại sạch vi nấm còn sót lại trong yến và cuối cùng là sấy khô để giữ nguyên hình dáng tổ như ban đầu. Sản phẩm yến xào Việt Farm cao cấp khi đến tay người tiêu dùng được đóng gói cẩn thận trong hộp bọc một lớp lụa vàng, đảm bảo cho quá trình bảo quản yến. Đi kèm hộp yến chính là set ngũ vị gồm táo đỏ, hạt sen, long nhãn, kỳ tử và đường phèn, để người dùng có thể sử dụng trưng yến bên cạnh đó khi nhận sản phẩm người dùng sẽ có một cẩm nang hướng dẫn chương yến độc quyền nghiên cứu từ các chuyên gia của trung tâm thuốc dân tộc khi áp dụng sẽ giúp giữ trọn vẹn được hàm lượng dưỡng chất bổ dưỡng trong tăng cường sức khỏe để khẳng định chất lượng trung tâm việt pham đã gửi mẫu yến xào đến cơ quan có thẩm quyền kiểm định và đánh giá chất lượng theo đó, hàm lượng các hoạt chất quý hiếm trong yến sao Việt Farm đảm bảo cao nhất, axit silic axit amin protein lần lượt đạt 12,99%, 16,09%, 52,47%. Yến sao Việt Farm hoàn toàn không sử dụng chất hóa học, chất tẩy trắng, chất bảo quản. Kích thước tổ yến đạt chuẩn to đều bằng nhau từ 8 đến 10 gram, màu trắng ngà tự nhiên, độ rõ nét cực cao, hình dáng hoàn chỉnh tổ yến, không bị gãy vỡ, vụn. Ngoài sản phẩm chính là yến xào nguyên tổ, trung tâm Việt Pham còn cung cấp thêm yến trưng đông trùng hạ thảo. Công thức trưng yến độc quyền của chuyên gia đầu ngành đến từ trung tâm thuốc dân tộc. Với hai thành phần chính yến xào khánh hòa và đông trùng hạ thảo Việt Pham bán tự nhiên. Sở hữu hàm lượng dưỡng chất cao vượt trội. Hoạt chất panh và Adenosine ở mức cao nhất trên thị trường sánh ngang với đông trùng hạ thảo Tây Tạng yến xào được trưng ở điều kiện đảm bảo thời gian quy định dưới sự giám sát của các chuyên gia đầu ngành. Giữ trọn vẹn hương vị, độ thơm ngon, mùi vị của yến. Đặc biệt là những tác dụng tuyệt vời với sức khỏe con người từ yến xào và đông trùng hạ thảo. Người dùng khi đặt mua yến xào Việt Pham sẽ được nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành đến từ trung tâm thuốc dân tộc. Các bác sĩ với hàng chục năm kinh nghiệm giữ các chức vụ cao trong Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Viện Y dược thành phố Hồ Chí Minh những thắc mắc của người dùng sẽ được tư vấn và giải đáp tận tình, giúp việc sử dụng mang lại hiệu quả tốt hơn. Hấp thụ triệt để các dưỡng chất tránh lãng phí. Chuyên trang đã tổng hợp một số thông tin liên hệ đến Trung tâm Việt Pham ngay dưới đây cho bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu thêm. Địa chỉ, biệt thự B31 ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội, 145 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Website, tiungtamduocliu.com Fanpage Trung tâm Nghiên cứu và Nuôi trồng Dược liệu Quốc gia Việt Pham. Hotline 086 888 0102 2. Cửa hàng Yến Sào Khánh Hòa đường Phan Đăng Lưu thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ uy tín tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc. Cửa hàng Phan Đăng Lưu luôn có lượng khách hàng lớn tìm đến khi cần mua các sản phẩm Yến Sào Khánh Hòa nhờ chất lượng sản phẩm cao cấp và cung cách phục vụ chuyên nghiệp đến từ đội ngũ nhân viên. Cửa hàng đi vào hoạt động từ năm 2011 và là địa chỉ được người dân tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng tin tưởng lựa chọn. Ưu điểm của cửa hàng Phan Đăng Lưu là địa thế mặt bằng vô cùng thuận lợi, đặt tại trung tâm với không gian rộng rãi, sạch sẽ, khu vực trưng bày sản phẩm bắt mắt. Bên cạnh đó, một lý do khác mà khách hàng yêu thích cửa hàng này là giá thành sản phẩm tại đây rất phải chăng và luôn ổn định trong suốt cả năm. Địa chỉ cửa hàng: số 141A, Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận. Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Cửa hàng Yến Sào Khánh Hòa On Plaza Việt Pháp Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc ở một trong những vị trí đắc địa thuộc trung tâm thành phố, cửa hàng Yến Sào On Plaza thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn On Plaza được rất nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng trong nhiều năm qua. Công ty On Plaza hiện nay đang đi đầu trong lĩnh vực phân phối các mặt hàng chăm sóc sức khỏe cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy bạn có thể yên tâm về xuất xứ hàng hóa tại đây cửa hàng đang trưng bày và bán nhiều sản phẩm yến xào cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành như công ty yến xào Khánh Hòa. Với ưu điểm đa dạng mẫu mã mặt hàng, nhiều thương hiệu uy tín cũng như mức giá để khách hàng lựa chọn, đây là địa chỉ phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng kể cả những người có thu nhập thấp. Mua để sử dụng cho gia đình hay làm quà cáp. Địa chỉ cửa hàng 614 616 618, đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, tổ yến đang là sản phẩm được nhiều người tin tưởng và sử dụng dùng để tăng cường sức khỏe, phục hồi thể trạng sau quá trình điều trị COVID-19. Đồng thời dưỡng chất trong yến xào có thể giảm ho, bổ phổi, ăn ngon, ngủ tốt, điều hòa khí huyết. Những đối tượng gặp tình trạng hậu COVID-19 thì yến xào chính là sản vật thiên nhiên vô cùng tốt để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. 4. Cửa hàng yến xào New Chinese, thành phố Hồ Chí Minh Đối với những người quan tâm đến cũng như thường xuyên sử dụng các sản phẩm yến sào thì chắc chắn cũng đã từng nghe đến cái tên New Nutrinis. Đây là công ty nuôi yến thành công đầu tiên tại Việt Nam từ thời điểm 2005 và phát triển này thương hiệu sản xuất nước yến lớn tại Việt Nam được nhiều người biết đến. Cửa hàng yến sào Nutrinis được đặt tại trung tâm sầm uất của quận 2 và là địa chỉ vô cùng đắt khách nhờ chất lượng tốt của sản phẩm cũng như được đánh giá cao bởi người sử dụng về sự nỗ lực của thương hiệu trong việc hoàn thiện, cải tiến sản phẩm thường xuyên. Genis còn nổi tiếng là đơn vị nghiên cứu ra công nghệ neo sợi yến thật một loại màng sinh học giúp neo sợi yến để chúng không bị tan hay dao động trong nước sôi. Nước yến Genis được làm 100% sợi yến thật Khánh Hòa với màu màu hổ phách đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với các loại nước yến pha khác. Hãng không ngừng cho ra các sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và hương vị hấp dẫn. Một số sản phẩm nổi bật của cửa hàng bao gồm: Yến tinh chế nguyên tổ, tổ yến xào trưng đậm đặc, súp yến nguyên tổ, nước yến trẻ em, nước yến dành cho người ăn kiêng, nhiều loại nước yến xào kết hợp với các loại nguyên liệu khác. Các sản phẩm có mức giá vô cùng hợp lý, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận và sử dụng được để bồi bổ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Địa chỉ cửa hàng 306, Đỗ Pháp Thuận, khu đô thị An Phú An Khánh. P. An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 5. Đại lý Yến Sào Xây Khánh Hòa Ba Đình Hà Nội. Một sự lựa chọn an toàn đối với những người muốn mua sản phẩm yến sào một cách đơn giản nhất chính là lựa chọn các đại lý yến sào của công ty CP nước giải khát yến sào Khánh Hòa. Đây là doanh nghiệp nhà nước hạng y được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ và chế biến nguồn tài nguyên yến sào thiên nhiên tại địa phương. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể an tâm khi mua các sản phẩm của doanh nghiệp này. Đối với người dân Hà Nội, việc tiếp cận các sản phẩm rất dễ dàng khi hệ thống đại lý được đặt tại trung tâm của các quận lớn, trong đó có showroom Sainis tại Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là đại lý chính thức trưng bày và bán đầy đủ các sản phẩm yến sào Sainis Khánh Hòa phục vụ người dùng tại thủ đô và là địa chỉ lý tưởng khi tìm mua món quà sức khỏe tuyệt hảo này. Địa chỉ cửa hàng 237 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.